Cắn gì? Đúng rồi, cắn gì? Rốt, cắn gì? Cắn gì hả? Để tao thử đã. Ai cho cắn này? Rốt. Ai cho cắn? Hả? Cắn cái gì? Bắt của ta nhé. Cứ nhận ra cắn à? Ngứa mồm à? Ai cho cắn mà cắn hả thằng này? Nó ca nó cất, nó ca nó cất. Tự nhiên đấy. Xuống đi, thôi xuống, đến đây. Không cắn nữa nha.